Miyu lần đầu tiết lộ ba nuôi bí mật trong giới showbiz và bất ngờ hơn nữa vì nhân vật này lại chính là một gương mặt cực quen thuộc với khán giả, danh hài Chí Tài. Vào ngày 9 tháng 5 vừa qua, Miyu đã có dịp gặp gỡ và quay hình chung cùng nghệ sĩ Chí Tài trong một chương trình game show truyền hình giải trí. Tại đây, cả hai đã cùng nhau chụp hình lưu niệm. Tuy nhiên, điều đáng nói chính là việc hot girl Miyu thích thú, đăng tải bức ảnh chụp cùng Chí Tài và vui vẻ gọi anh là ba ba nuôi. Du đi quay game show chụp hình với ba ba nuôi là chú Chí Tài nè. Dòng trạng thái nhận được nhiều quan tâm của cô nàng, Miyu từ trước cho tới nay luôn nổi tiếng là một cô gái tự lập mạnh mẽ, không bao giờ có ý định phụ thuộc tài chính vào các chàng trai. Chính vì vậy, việc cô nàng đột nhiên tự nhận có ba nuôi trong giới showbiz đã khiến nhiều người bất ngờ. Thông thường khi nhắc đến ba nuôi, khán giả sẽ lập tức liên tưởng đến những mối quan hệ thiếu trong sáng, liên quan đến việc đỡ đầu, tình ái đen tối trong làng giải trí đầy phức tạp. Miyu vẫn tự lập tài chính, dù từng có bạn trai là thiếu gia giàu có. Cô nàng luôn xinh đẹp và tươi trẻ, ở thềm tuổi 30. Tuy nhiên, ba nuôi mà Miyu nhắc đến ở đây hoàn toàn không có nghĩa thị phi như trên. Dù chưa có quá nhiều cơ hội làm việc cùng nghệ sĩ Chí Tài, nhưng cô nàng vẫn gọi anh bằng ba ba nuôi như một cách thể hiện sự yêu mến và lòng ngưỡng mộ dành cho vị danh hài. Ngoài bức ảnh chụp cùng đàn anh đáng kính, Miyu cũng thoải mái đăng tải nhiều ảnh chân dung khác của cá nhân cô. Những bức ảnh khác của Miyu trong buổi ghi hình cùng nghệ sĩ Chí Tài. Trong thời gian gần đây, Miyu liên tục vướng nhiều tin đồn tái hợp cùng bạn trai cũ là thiếu gia Phan Thành. Ngoài những ồn ào trong chuyện tình cảm cá nhân, Miyu đang cố gắng nỗ lực để thoát khỏi cái bóng hot girl, có được sự công nhận của khán giả trên danh nghĩa là một diễn viên tài năng và đầy thực lực. Miyu của hiện tại nhận được nhiều chú ý bởi vẻ ngoài xinh đẹp trong sáng như thần tiên tỷ tỷ. Chồng Việt Hương gây xúc động với câu chuyện kể về bố vợ. Ba bỗng yếu hẳn đi, chỉ trong một ngày, ba không muốn ăn nữa, chỉ nằm một chỗ không đau, không bệnh, không kêu rên, cũng chẳng than vãn, chồng Việt Hương kể về bố vợ. Bố của nghệ sĩ Việt Hương tên Nguyễn Lâm Bằng, sinh năm 1936, quê tại Thanh Hóa. Ông qua đời vào lúc 5 giờ ngày 4 tháng 5, hưởng thọ 84 tuổi. Lễ động quan của bố Việt Hương được cử hành vào lúc 7 tháng 5 tại chùa Ấn Quang, thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, linh cụ ông được đưa hỏa táng tại Bình Hưng Hòa. Sau tang lễ, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phương, chồng danh hài Việt Hương đã có những chia sẻ xúc động về bố vợ trên Facebook cá nhân. Một ông ta ba lô chính hiệu. Anh viết, có lẽ mình có thể tự cho mình là một người con rể may mắn, được gần cả ba và má vợ. Trước đây khi má còn sống, má đã sang Mỹ nhiều tháng để chăm sóc con gái và cháu ngoại mới sinh. Má là một người tỉ mỉ, gia giáo và kỹ tính. Nhưng má lại rất lãng mạn, yêu thơ, yêu hoa, yêu thiên nhiên, hội họa. Những điều này là điểm chung giữa mình và má, vì vậy hai má con rất hợp nhau. Còn với ba vợ thì mình không có nhiều thời gian bên ông bằng má, mặc dù vậy, hai ba con cũng có đủ thời gian để hiểu nhau. Những ngày ba sang Mỹ chơi, mình đưa ba đi khắp mọi nơi để ba được trải nghiệm những gì đặc biệt ở nước Mỹ. Từ những xa hoa phù phiếm trên Las Vegas, đến những gian hàng đồ cổ tại chợ trời, những chuyến xe du lịch đường dài tới chuyến tàu Cruz de Mexico. Khi có hai ba con với nhau, ba kể lại cái thời lừng lẫy của một anh chàng điển trai con nhà võ, theo đoàn xiếc Bắc Nam Huỳnh Thái Sơn, sau này đã hiến tặng cho nhà nước trở thành tiền thân của đoàn xiếc thành phố Hồ Chí Minh, lưu diễn khắp mọi miền đất Việt, với những màn khí công nằm trên bàn đinh, đập vỡ tảng đá trên ngực, bẻ cong thanh sắt. Bố Việt Hương sinh thời từng là nghệ sĩ xiếc, huấn luyện viên thể dục thể thao. Sau này, khi ngưng nghề xiếc, ba trở thành huấn luyện viên thể dục thể thao. Rồi sau này ba lại quay qua theo đuổi niềm đam mê nhiếp ảnh. Những câu chuyện của ba tưởng chừng như nghìn lẻ một đêm không hồi kết. Những năm gần đây, tuy đã ở vào lứa tuổi trên dưới 80, ba vẫn luôn là người năng động, hoạt bát và lanh lẹ. Có lần đi chơi trong một mall lớn ở Nam Cali, Mỹ, ba điêu loanh quanh rồi lạc đâu mất tiêu. Con cháu bủa đi tìm ba, tuy rằng không có điện thoại di động và cũng không biết tiếng Anh, ba vẫn tìm được đến mấy người nhân viên nhờ họ liên lạc với mình. Ba luôn để ý từng góc phố, từng tên đường, nên nhiều khi đi lang thang chơi một mình nhưng vẫn tìm được đường trở về. Tính ba thích lãng du như vậy đấy. Ở Việt Nam, sở thích của ba là nhảy lên chiếc xe đạp mini gọn nhẹ của ba, rồi đạp đi khắp nơi, không điểm đến, mỗi ngày ba lại khám phá một khu phố mới. Rồi một sở thích mới lại được hình thành với ba. Mỗi buổi sáng, sau bữa điểm tâm, ba nhảy lên chiếc xe buýt với tấm vé xe miễn phí dành cho người cao niên và theo xe đi quanh thành phố. Cứ như vậy, ngày này qua ngày khác, ba đã đồng hành cùng bao bác tài, đến quen mặt qua bao nhiêu bến đỗ. Du lịch quanh thành phố, rồi về là ghé qua làm một chầu massage thuốc bắc. Nhưng ba không chỉ dừng lại ở đó, thỉnh thoảng bất chợt, ba lại khoác ba lô nhảy lên xe đò đi du lịch một mình chuyến miền Tây xuống tận Cà Mau,
hoặc một mình lên tàu ra Bắc, mỗi nơi ghé lại một hai ngày để tham quan mỗi địa danh và trải nghiệm những gì đặc trưng của vùng miền đó. Đối với ba, cuộc đời là sự khám phá, là không có điểm dừng. Vì tính cách rất dễ thích nghi, không cầu kỳ, ba đúng là dân phượt chuyên nghiệp bằng xe đò. Một ông ta ba lô chính hiệu. Chẳng bao giờ cằn nhằn con cháu, chẳng đòi hỏi làm phiền ai. Ở trong nhà có lẽ ba là một người cha, người ông dễ tính nhất, chẳng bao giờ la lối cằn nhằn con cháu, chẳng đòi hỏi, cũng chẳng làm phiền ai. Nhưng khi ai cần gì thì ba nhiệt tình giúp đỡ. Tuy vậy tính ba cũng thuộc diện đầu đội trời chân đạp đất. Ai làm được cái gì thì ba làm được cái đó. So với lứa ba ít thì ba thuộc tiếp người, khoái khám phá, ga đét. Khi về xế chiều, ba cũng bắt đầu có thêm một sở thích khá lạ lùng, đó là sở thích ghiền một món. Chẳng hạn hàng ngày ba chỉ ăn duy nhất một món. Cánh gà ròng rã cả năm trời không thay đổi. Rồi bỗng một ngày đẹp trời, ba bỏ món cánh gà chuyển sang món lòng heo phá lấu. Cứ mỗi món ba đổi sang như vậy là ăn cả năm ròng. Bên cạnh món ăn chính như vậy, ba tự mua hàng ký trái cây về xay sinh tố và uống mỗi ngày mấy ly. Nhiều khi con cháu sợ ông ăn uống như vậy không cân bằng dinh dưỡng nên khuyên can ông, nhưng ông nói: "Tao ngần này tuổi rồi kiên cự cũng chẳng làm gì, ý ba như vậy rồi chẳng ai cản nổi." Ba như một cỗ máy hoạt động không ngừng nghỉ, rồi một ngày kia cỗ máy 80 mấy tuổi, không hỏng hóc gì bất chợt ngưng hoạt động, ba bỗng yếu hẳn đi chỉ trong một ngày. Ba không muốn ăn nữa, chỉ nằm một chỗ không đau không bệnh, không kêu rên, cũng chẳng than vãn, ba nằm như vậy khoảng hơn 2 tuần. Hôm mình gọi điện về thăm ba thì ba yếu không trả lời mình được, tuy rằng vẫn nhận ra con rể và rượt đầu nhẹ. Cũng trong đêm đó, ba nhẹ nhàng ra đi trong giấc ngủ ngàn thu, nhẹ nhàng như một giấc mơ đưa ba đến một phương trời xa hơn, rộng hơn để ba tiếp tục khám phá. Ba ơi, ba hãy cứ là ba, cứ luôn vô tư và luôn bình thản với cuộc hành trình mới cuộc đời nha ba. Tổ chức Miniso, Hòa Minzy kêu bạn trai bút hết bàn khi chọn hát ở phòng trà. Vào dịp quan trọng của mình, ca sĩ Hòa Minzy đã quyết định hát ở một phòng trà. Tuy nhiên, cô cũng kêu bạn trai bút hết vé bàn để cô đỡ sợ phòng trà. Sắp tới đây, Hòa Minzy sẽ tổ chức Miniso tại một phòng trà thành phố Hồ Chí Minh, cô chia sẻ. Từ lúc làm ca sĩ không có gì khiến em tự tin và hạnh phúc bằng khi hát live, lại còn hát và giao lưu trong không gian phòng trà. Đây thực sự là một sở trường. Tuy nhiên, những ám ảnh về một đêm diễn phòng trà chỉ có hơn 20 khách, trong đó có đến 20 bạn là fan của em đã khiến em lo sợ và không dám nhận thêm bất cứ một đêm phòng trà nào nữa trong suốt mấy năm qua. Nhưng giờ em sẽ thử thêm một lần nữa, vào đúng dịp quan trọng của mình, hy vọng khán giả suốt gần 3 năm qua đã yêu thích Hòa hơn. Thích nghe Hòa hát hơn để có thể đặt vé đến coi Hòa hát ạ, hy vọng được gặp mọi người. Ở phần bình luận, cô đã tắt bàn trai doanh nhân và nhắn nhủ: "Chồng ơi, Nguyễn Minh Hải bút hết bàn cho vợ đi, cho vợ đỡ sợ phòng trà nữa." Rồi bảo nhân viên công ty lên coi chồng ơi. Ngay sau đó, doanh nhân Minh Hải đã đồng ý bút vé cho nhân viên đi chơi. Hòa Minzy hỏi bạn trai đặt mấy màn thì Minh Hải trả lời: "Mua chứ không xin nha, mua giùm 36 vé đi, trong đó có 6 vé VIP, còn lại vé thường nhé." Hòa Minzy kêu bạn trai bút hết bàn cho cô đỡ sợ phòng trà. Diễn viên Hoàng Anh cùng vợ con đi chơi ở Mỹ, tiết lộ tiêu chí kén rể tương lai. Qua ảnh có thể thấy được phần nào cuộc sống bình yên của diễn viên Hoàng Anh sau khi sang Mỹ định cư. Sau thành công của vai diễn trong phim Gạo Nếp Gạo Tẻ, diễn viên Hoàng Anh quyết định tạm ngưng sự nghiệp để sang Mỹ định cư. Và nguyên nhân khiến Hoàng Anh đưa ra quyết định này là với cách xê của hai phim, thì ngay cả việc duy trì cuộc sống cho tôi cũng khó khăn, làm sao lo được cho vợ con. Tôi quyết định sang Mỹ vừa đoàn tụ vợ con vừa tìm cơ hội mới, dù biết cũng không dễ dàng. Khi sang xứ sở cờ hoa, Hoàng Anh chưa vội tìm công việc mới mà dành thời gian cho vợ con. Anh chẳng ngại cày cuốc, làm vườn, trồng hoa và làm khu vui chơi cho con gái. Mới đây, anh cùng con gái ruột và bà xã đi chơi ở Mỹ, nam diễn viên không quên nhắn nhủ đến con gái: "Con nhìn xem phía trước kìa, bầu trời kia là tương lai của con kìa, nhưng mai sau lớn lên con đừng quên gia đình ta là gia đình gốc Việt, máu lạc hồng luôn chảy xiết trong tim ta. Dân tộc ta là da vàng tóc đen, nhuộm không tính. Nhà ta thường hay ăn mắm với khô. Dù con gái còn nhỏ, nhưng Hoàng Anh cũng đã lo xa khi tiết lộ tiêu chí kén rể tương lai cực hài. Rồi mốt đây con muốn lấy ai cũng được, đen hay trắng gì ba cũng chịu, nhưng thằng rể phải biết nhậu đế với ba, nếu không ba ứ gả."
diễn viên Hoàng Anh chưa vội đi làm mà dành thời gian để vun vén tình cảm với con gái. Hoàng Anh hài hước viết thằng rể phải biết nhậu đế với ba, nếu không ba ứ gả. Riêng bà xã diễn viên Hoàng Anh cũng hạnh phúc khi giờ đây luôn có chồng bên cạnh. Sau những bộn bề lo toan cho cuộc sống là những phút giây vui vẻ đầm ấm bên gia đình nhỏ của mình. Tranh thủ ngày nghỉ, ba Nu và má Mi dẫn Nu ra biển chơi, hít thở không khí trong lành. Bà xã Hoàng Anh cũng rất hạnh phúc khi có chồng bên cạnh mình. Không nhớ nổi số lần giao kéo, Phương Trinh Jolie thừa nhận gương mặt sửa sơ sơ cũng gần hết rồi. Diễn viên Phương Trinh Jolie là một trong số ít mỹ nhân Việt dám công khai lên tiếng thừa nhận chuyện phẫu thuật thẩm mỹ với công chúng. Phương Trinh Jolie nổi tiếng là người thẳng tính, không ngại thị phi. Cô từng nhận về vô số những lời chỉ trích ném đá vì gu thời trang táo bạo, khoe da thịt quá đà. Dù vậy, chân dài này vẫn không mảy may quan tâm và tự tin khẳng định mình mặc gợi cảm chứ không phản cảm. Sở hữu vóc dáng nóng bỏng và nuột nà, Phương Trinh Jolie biết cách khoe tối đa ưu điểm về hình thể. Mới đây nhất khi làm khách mời của chương trình Một Tiếng Kể Hết, chân dài này có nhiều chia sẻ thú vị về chuyện động chạm giao kéo trên gương mặt. Cô thẳng thắn công khai chuyện phẫu thuật thẩm mỹ mà không hề e ngại hay sợ dư luận chỉ trích. Phương Trinh Jolie lần đầu lên tiếng chuyện phẫu thuật thẩm mỹ. Cụ thể khi được hỏi đã giao kéo bao nhiêu lần trên gương mặt, mỹ nhân 8X thừa nhận không nhớ rõ. Bao nhiêu lần, cô tiết lộ, trên gương mặt của Trinh, nếu mà nói sửa sơ sơ thì cũng gần hết rồi. Trinh làm mắt mũi, tim mở mặt. Ngoài ra tôi có nhấn mí mắt, nếu bình thường mình phải dán mí giả lên mắt, thì bây giờ mình nhấn mí để tạo nếp gấp giả làm mắt to thêm. Mũi thì tôi có nâng để cho nó cao lên. Cô nàng thừa nhận từng thẩm mỹ, mũi, mí, tim mở mặt. Ở tuổi 31, Phương Trinh Jolie ngày càng xinh đẹp trẻ trung. Mỹ nhân sinh năm 1988 cũng nhấn mạnh, chuyện phẫu thuật thẩm mỹ hiện nay khá bình thường, quan trọng là mọi người phải biết lựa chọn cơ sở thẩm mỹ và bác sĩ uy tín để không bị tiền mất tật mang. Ngoài ra chị em phải biết dừng đúng lúc, có nhiều người đã đẹp rồi còn đi làm hoài, riết nhìn cái mặt thấy ghê, thế nên các bạn hãy làm đẹp một cách có lý trí.